Hôm nay mình về được con máy lạ, mình mở ra mình khám phá thử cho các bạn coi luôn nha. Sẵn mình mở cho các bạn coi luôn. Em quay cái tem cho coi luôn nè. Con này 18V không than luôn nha. Đây. Chết bà, kẹt cái tem dưới đây à. Kẹt cái tem dưới đây, lát mình gấp lại nha. Đây. Son mắt còn mới trầm trầm luôn à. Con này giống như chưa xài, mình mở bên trong ra cho các bạn coi luôn nha. Chân pin nó cũng lạ nữa nè. Đây thì ngoại hình bên trong nó đây, nó làm hoàn toàn rất còn mới trăm trăm nha. Mùi tưa quay nhẹ nhàng, con này không than luôn. Đèn đốt led nó đổ keo luôn. Thì bên trong nội thất đó, còn mới trăm trăm luôn à. Ngóc, mấy ngóc này nó có sơn luôn, nó đổ keo sơn gì luôn. Nhìn nó lạ quá. Mua con này cả triệu rồi các bạn. Thấy nó đẹp quá mình mua ha. Chữ thì thấy nó ghi vậy thôi chứ không có gì nữa hết. Tem.